Tam vị chúa mừng con dâng văn ni, tam vị chúa mừng thỉnh chúa đệ nhất Tây Thiên xuống ngự đồng. Người yêu để tôi Tây Thiên nơi tam đạo đi huyền. Tiến dâng nhất nhất bản văn
châu chúa tiên chúa bà để nhất nhất tây thiên. Đêm đêm đốt đuốc đi rừng
chung ngàn nước đăng đăng hay qua cục vào là đất xòe xa mà trời cục vào mà từ xòe xa là trời xuống cao
nơi nên bố con núi vào mò thân đền thờ chúa âm thanh mi canh vang vang có bốn mùa câu nộp nộp bình bình an ngọc ngàn thơm ngát bốn mùa sau lưng đền đã phủ một màu xanh ai lên bàn bắc sơn gây sóng chúa rừng phía sau sẽ bỏ băng băng nắng sầu hòa con trong vỏ cắn roi.
hợp tan tan hợp chúa về chỉ cho gió sang đai xanh dâng cả mái chèo hình hài non chúa bạc cả con dâng chính 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 thánh sau con chính 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 chính
tam vị chúa bà ý à.
kiêu sân tiên nông ban phép đặt tên chú Nguyệt. Có tin truyền về tới đâu có bà chúa voi Nguyệt Hồ xem rất hay chú xem voi cửa nhà xa sử chúa. Để tám tin chúa ngự tòa anh linh diệt lũ ta tinh tinh chúa sai vạn vạn binh binh
ngắm xem khắp hết gần xa, được Chúa thương tích Phật và Quan Âm này một lòng bồ nhất. Dù ai yêu đạo kêu cầu đã đắc khấn nguyện Chúa thầy đồ cho Chúa truyền đệ tử chớ lo. Ngày
sắm mười tư. Chợt chuông bước bước qua ngày hè, bắt nong nanh chú mồi như hoa ra sắc như mộc, xuôi sông sách trước tất bài loan ra chú quy đi đời. Mà sắc chi chuông sang chân dẹp đúng mi ta tinh tinh chuông sai và đứng hùng người xa vào chùa hương tích tích Phật 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 bà hòa âm một lòng về thất tấn thần kỳ thánh sao